Thưa quý vị, bây giờ là chuyên mục chính trị và đời sống. Mở đầu xin mời quý vị theo dõi bài viết Giáo dục kiểu đèn cù của tác giả Bùi Văn Thuận. Năm 2018, khi vụ mua bán điểm ở Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn mới bị phanh phui, tôi có tranh luận với một tiến sĩ hoạt động cả đời trong lĩnh vực giáo dục. Bác tiến sĩ đó cho rằng nên bỏ thi đại học, bỏ thi tốt nghiệp, tức là thi trung học phổ thông, để tránh lãng phí công sức, tiền bạc cho phụ huynh học sinh và tránh cái việc mua bán điểm thi đại học. Theo ý của bác đó thì chỉ nên lấy điểm trong học bạ của học sinh để xét tốt nghiệp và xét đầu vào cho các trường đại học. Cá nhân tôi thì không đồng ý với bác tiến sĩ, bởi bỏ thi đại học, giao quyền và tự chủ cho các địa phương, các trường thì thảm họa với đất nước này còn dài lâu và khó chữa hơn nữa, bởi việc cho điểm ở trường phổ thông là hình thức kém tin cậy nhất trong hệ thống giáo dục. Xin kể kinh nghiệm của chính cá nhân tôi. Từ năm 2007 đến năm 2011, tôi có dạy cho hai ba trường dân lập ở Hà Nội. Có những học kỳ phải dạy hơn 10 lớp và với trên 40 tiết một tuần cả sáng và chiều. Kể lể như vậy để thấy rằng tôi hoàn toàn có kinh nghiệm, có va chạm, có chứng kiến thực tế trong ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục ở cấp trung học phổ thông. Năm học 2007-2008, tôi dạy 14 lớp một tuần. Lượng bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra giữa kỳ, khảo sát đầu năm, thi học kỳ là nhiều không thể đếm được. Ngoài dạy trên lớp thì áp lực ra đề kiểm tra và chấm bài kiểm tra là thứ kinh hoàng nhất. Thời điểm đó ở cấp 3, môn hóa phải có cả trắc nghiệm và tự luận. Phải nói là mệt mỏi, điên đầu với việc chấm điểm các bài kiểm tra chất cao như núi. Năm đầu đi dạy, tôi cứ phang thẳng, cho điểm đúng như bài các trò làm được. Kết quả là khoảng 60% học trò của các lớp tôi dạy điểm lẹt đẹt dưới 5,0. Có những lớp chiếm đến 20% là điểm tổng kết toàn 1 nhân với hoặc là 2 nhân với. Điều đó có nghĩa là học trò bị đút phải ở lại lớp. Tuy nhiên, các đồng nghiệp và hiệu trưởng, hiệu phó lại không đồng ý với kết quả đó, đòi tôi phải sửa điểm lại cho đẹp học bạ. Tôi choáng váng thực sự vì không nghĩ là nhà trường có thể làm như vậy. Trong khi tôi dạy kỹ, ra đề kiểm tra rất vừa sức, thầy tổ trưởng bộ môn còn khen và xin đề kiểm tra của tôi để cho học trò lớp thầy ấy dạy làm lại. Ấy vậy mà tôi bị cả trường, toàn bộ lãnh đạo phê bình. Vậy tôi sai ở đâu? Lúc vào điểm trong sổ cái, chuẩn bị vào điểm học bạ cho học sinh để tổng kết học kỳ 1, tôi mới biết mình sai ở chỗ nào. Tôi sai ở chỗ là không biết làm tiền phụ huynh và không biết cách kiếm tiền của những giáo viên khác cũng như cách thức kiếm tiền của hiệu trưởng hiệu phó. Hóa ra, nâng điểm từ 3 chấm lên 5 chấm, nó có cái giá của nó. Giáo viên sẽ làm việc với phụ huynh để quyết định giá. Điểm từ 5 chấm lên 8 chấm thì để có học sinh giỏi toàn diện, học sinh xuất sắc cũng có cái giá của nó. Thường là phụ huynh thương lượng với giáo viên bộ môn. Nhưng cũng có nhiều trường hợp là phụ huynh là cán bộ nhà nước, công an, quân đội, thương lượng với lãnh đạo nhà trường. Việc thương lượng giá cả để nâng điểm tốt cho tất cả. Nhà trường có thành tích mà tự hào, giáo viên chủ nhiệm nở mày nở mặt, có cái mà bình xét thi đua cuối năm rồi tăng lương. Giáo viên bộ môn thì có thu nhập cải thiện. Sau đó các đồng nghiệp rồi bạn bè dạy chung xin sửa điểm nhiều quá, tôi đành bảo anh chị lấy cái sổ cái mà tự vào cái điểm theo ý của mình, vào điểm xong đưa sổ cho em ký là được. Gần như điểm và công sức của tôi chấm bài cho học trò thành công cốc hết vì điểm bị sửa lại gần hết cả lớp. Sang đến học kỳ 2, tôi không chấm điểm nữa, toàn cấy điểm lung tung trong sổ điểm cá nhân, rồi cuối kỳ lại để cho các giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo sửa theo ý muốn của họ. Thời điểm đó tôi trọ chung với hai đồng nghiệp học cùng trường, cùng niên khóa nhưng khác khoa ở Đại học Sư phạm Hà Nội. Một cậu dạy giáo dục công dân, một cậu thì dạy vật lý. Mới hết học kỳ 1, chúng nó đã đua nhau mua xe tay ga. Còn tôi, khi thiếu tiền tôi vẫn đi xe buýt. Chúng dạy ít tiết hơn tôi, đồng nghĩa với việc lương của chúng nó thấp hơn. Nhưng thằng bạn dạy môn giáo dục công dân thì sao có thể dạy thêm bên ngoài hay là làm gia sư mà có tiền nhanh thế? Cả hai thằng bạn đều nhìn tôi cười thương hại và nói: "Tao mà dạy giỏi như mày, dạy nhiều lớp như mày
thì tiền tao vừa tiêu vừa ném qua cửa sổ không hết. Tôi cay đắng và cúi đầu nhận mình ngu bởi không thể làm tiền theo cách đó. Sau đó tôi chán nản, lạc lõng và cảm giác như mình từ hành tinh khác bị quẳng xuống. Đó là cảm giác cô đơn giữa biển người. Tôi hạn chế tiếp xúc, nói chuyện hay cởi mở với đồng nghiệp. Rất ít khi hội họp hội đồng giáo dục trong nhà trường. Toàn những gương mặt đạo mạo suốt ngày nói chuyện giáo dục với đạo đức. Nhưng tiếp xúc mặt đối mặt, nói chuyện thấy họ vô tư cười nói, vô tư là một nhà sư phạm, làm tôi buồn nôn và phẫn nộ thực sự. Nhắc lại cái chuyện nâng điểm học bạ ở trường phổ thông, để nói về bài báo trong ảnh, cũng là nhắc lại một số kỷ niệm thời còn đi dạy ở nhà trường. Nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay không thể cải cách, đổi mới hay sửa chữa. Tất cả phải đập bỏ đi, xây lại. Vấn đề không phải ở sách giáo khoa hay ông nhà làm bộ trưởng, mà vấn đề nằm ở tính đảng làm bẩn và xám xịt cái hệ thống giáo dục. Vấn đề còn ở thể chế chuyên đày đọa và tha hóa con người trong một cỗ máy với guồng quay, bắt buộc con người trong đó phải gù theo định hướng. Giải quyết được khâu tính đảng và thể chế gù, rồi thay đổi triết lý và cách tiếp cận trong giáo dục. Từ đó mới có thể tính đến chuyện thay đổi chương trình giáo dục, thay đổi sách. Những thứ trên làm xong mới đến việc thanh lọc đội ngũ giáo viên, có chế tài xử những giáo viên bán điểm và bán lương tâm. Song song với đó là nâng lương để giáo viên sống được bằng lương. Chứ đói rách mà đòi giữ nhân cách thì e rằng còn khó hơn là việc đảng ta đòi đưa đất nước lên xã hội chủ nghĩa.